Bạn là kỹ sư thiết kế hệ thống bằng AutoCAD, bạn muốn nâng cao trình độ bằng các mô hình Revit Map, bạn muốn tiết kiệm thời gian triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng chính xác và chuyên nghiệp. Bạn là sinh viên các ngành điện, nước, điều hòa, thông gió, bạn mong muốn tiếp cận quy trình thiết kế hệ thống theo tiêu chuẩn BIM. Revit Map là phần mềm hoạt động trên nền tảng BIM, mang đến cho người sử dụng một mô hình 3D trực quan, thiết kế chính xác, bóc tách khối lượng hoàn toàn tự động. Hãy đến với khóa học thiết kế hệ thống cơ điện cùng Revit Map tại unica.vn. Khóa học được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, tiết kiệm thời gian triển khai thiết kế, triển khai soft drawing, dẫn đến giá thành và chi phí thiết kế sẽ rẻ hơn, dễ dàng phát hiện sai sót bản vẽ, các lỗi va chạm và sửa chữa nhanh chóng, tự động bóc tách khối lượng giúp kiểm soát chi phí dự án. Bạn sẽ nhanh chóng thành thạo và tự tay thiết kế các mô hình cơ điện trong công trình bằng Revit đúng tiêu chuẩn phục vụ công việc. Nhanh tay đăng ký khóa học thiết kế hệ thống cơ điện cùng Revit Map tại unica.vn để nâng cao tay nghề và trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.